Đây mình view cái tiến độ của cái chung cư Hanjadin nằm trong khu đô thị Ngoại Giao Đoàn. Tiến độ của nó đang hoàn thiện để bàn giao vào cuối năm nay, cuối năm 2023 sẽ bàn giao nhà cho các khách hàng. Đây là cái dự án chung cư Hanjadin N01 T6 T7. Nó thuộc cái ngã tư đường Nguyễn Văn Huyên, tức là cái đường từ Hoàng Quốc Việt đi Shibuya ấy, đường chuẩn bị làm giai đoạn tiếp theo là đi sang sân bay quốc tế Nội Bài ấy, và nối với lại giao cắt với lại cái đường từ Võ Chí Công đi Phạm Văn Đồng. Nó nằm trong khu đất của khu đô thị Ngoại Giao Đoàn. N01 T6, N01 T7 và tiếp theo ở bên tay phải đó là T5, T4, T3, T1. Thuộc phường Xuân Thảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Nó thuộc phường Xuân Thảo, mặc dù nó ở khu Tây Hồ Tây, nhưng nó thuộc Xuân Thảo, quận Bắc Từ Liêm. Và chủ đầu tư là Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội, Hancock. Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội. Và cũng là cái chủ đầu tư của cái công viên Hòa Bình. Đây mình đang đứng trong công viên Hòa Bình để view ra dự án chung cư. Và đây là Hancock, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội, công viên Ngoại Giao Đoàn. Cái này thuộc công viên Hòa Bình, đây là công viên Ngoại Giao Đoàn. Ngoại Giao Đoàn thì nghĩa của nó cũng là nơi sẽ là vị trí xây dựng của các đại sứ quán nước ngoài, bao gồm của gần 20 nước đã về đây, đã quy hoạch trong những khu đất ven đường Nguyễn Xuân Phát. Đơn vị thi công là công ty xây lắp lăn mắt, công ty bất động sản xây lắp lăn mắt, và tổng vốn đầu tư là khoảng gần 3.000 tỷ đồng, nó xây dựng từ năm 2019, nhưng mà do ảnh hưởng của dịch Covid cho nên đã gián đoạn, mà đến tận hôm ngày năm 2023 thì mới bắt đầu chuẩn bị bàn giao nhà, và dự kiến là sang cuối năm nay, quý 4. Thì từ trên dự án từ tầng 1 đến tầng 5 là các tầng tiện ích, trung tâm thương mại, siêu thị, trường học và bể bơi. Thì từ trên dự án thì cũng view sang được rất là nhiều khu, như sang khu đô thị Starlake, sang khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, và đặc biệt là view vào công viên Ngoại Giao Đoàn đây. Đây là N01, T6, T7, T5, T4, T3, T2, T1. Và mình sẽ view sang bên này là N03. Cái này sẽ là N03, T1, T2, T3. Nên là mình đã bàn giao được cách đây vài năm rồi.
N03T1, N03T2, N03T3. Vậy là cái khu đô thị ngoại giao Đoàn nó gồm có 4 khu. N01, N02, N03, N04, N01. Thì nó ở cái đường phía tay trái đây, đang view là mình đang view đây, là N01. N01, N02, N03, N04. À, cái lỗi N02. N02, N03 và N04. Gồm có 23 tòa, tổng của cái khu đô thị ngoại giao Đoàn có 23 tòa, trong đó phân ra ở các khu N01, N02, N03, N04. Cao từ 21 đến 45 tầng, đó là ở đây các căn hộ đây đều cao 21 tầng, chỉ có mỗi cái tòa N01-6, N01-7 này là cao 45 tầng và đang hoàn thiện bàn giao cuối năm nay. Bên kia là N02, N03 thì có 3 tòa T1, T2, T3 xây dựng cao từ 22 đến 25 tầng. Thế là N02 có 3 tòa T1, T2, T3. Và N03 thì sẽ có 8 tòa. Ở đây là mình nhìn thấy 3 tòa này, tòa T1, T2, T3 và phía sau sẽ có là T4, T5, T6, T7, T8. Cao từ 21 đến 31 tầng. Đây là N03 T1. N03 T2 ở giữa và N03 T3 và có 5 tòa ở phía sau nữa. N04 ở phía sau thì N04 thì có N04A, N04B và nó có 4 tòa chung cư cao từ 23 đến 28 tầng. Có thể nói ở trong đây tiện ích của khu đô thị cũng rất là nhiều, từ các trung tâm thương mại đây nhìn các 3, 4 tầng tiện ích này để làm văn phòng cho thuê, và các siêu thị trung tâm thương mại ở đây có các cà phê này, ngân hàng và các nhà hàng và các câu lạc bộ gym, spa. Kia có nhà hàng Nhật Bản Hakari. Biết là bên này có Đại sứ quán Hàn Quốc nằm ngay ở cái công viên ngoại giao Đoàn này. Công viên này nó rất là rộng.
Tổng công ty xây dựng Hà Nội, chủ đầu tư của cái công viên ngoại giao đoàn. Trong kia có hồ nước khoảng gần chục hecta. Đây mình quay toàn cảnh khu công viên cây xanh tiện ích của khu đô thị ngoại giao đoàn. Ở đây xung quanh đây rất là nhiều, gần các khu đô thị lớn như Starlake này, công viên Hòa Bình ở bên cạnh đây, Hồ Tây, đặc biệt Hồ Tây, đường Võ Chí Công, cầu Nhật Tân, sân bay quốc tế Nội Bài.